Bạn đọc quan tâm dịp nghỉ Tết Nguyên đáng nhất là đêm giao thừa, cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức kiểm tra nồng độ cồn như thế nào? Phóng viên báo người lao động đã trao đổi nhanh với thượng tá Nguyễn Văn Bình, phó trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong đêm giao thừa, cảnh sát giao thông thành phố sẽ ứng trực 100% quân số. Bên cạnh các tổ cảnh sát giao thông đảm bảo trực tự an toàn giao thông tại khu vực bắn pháo hoa, khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, thì các tổ cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình. Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện, lễ hội được tổ chức nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe, tài sản cho nhân dân, nhất là các khu vực tổ chức bắn pháo hoa ở đầu đường hầm sông Sài Gòn, công viên văn hóa Đầm Sen và khu vực tổ chức chương trình khao đao chào đón năm mới 2024 tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ tại khu vực trung tâm thành phố, cảnh sát giao thông cùng các lực lượng công an trực tiếp chiến đấu như cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế tổ chức tuần tra khép kín nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông. Lễ hội Chùa Hương năm 2024 sẽ diễn ra trong 3 tháng, khai hội vào ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 tháng Giêng, với chủ đề an toàn, văn minh, thân thiện. Để phục vụ lễ hội, ban tổ chức đã thành lập 5 tiểu bang, một trạm kiểm soát vé, một tổ kiểm tra liên ngành. Để tránh tình trạng ách tắc, quá tải trong những ngày đầu diễn ra lễ hội, ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn thay vé giấy bằng vé điện tử, nâng cao chất lượng quản lý xuồng đò, sắp xếp hàng quán, phân luận giao thông, bốn bến xe có sức chứa 5.000 khách, không để hiện tượng đổ xe bừa bãi. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Hương Sơn đã chỉ đạo các hợp tác xã, thôn xóm, ra soát thống kê, đăng ký số lượng đò tham gia vận chuyển khách trong lễ hội Chùa Hương năm 2024. Hiện có 3.800 đến 4.500 chiếc thuyền đò đủ tiêu chuẩn phục vụ khách như lắp đủ ghế có áo phao, wifi ô oh che. Yeah. Điểm mới của lễ hội Chùa Hương năm nay là sẽ đưa vào xe điện phục vụ du khách theo lộ trình tuyến với 3 tuyến đường, bến xe hội xá, bến đò yên vĩ, bến xe Đột khê, bến trượt đồng cừ, bến xe đường số 1, bến đò chùa tuyết sân. Giá vé thắng cảnh là 120.000 đồng một người Giá vé đò 2 chiều tuyến Thiên Trụ – Hương Tích là 85.000 đồng một người. Giá vé đò 2 chiều tuyến Thanh Sơn – Lâm Vân là 65.000 đồng một người. Ngày 6 tháng 2, Công an xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa lập hồ sơ xử lý đối tượng CTHN, cư trú xã Bình Đông, thị xã Gò Công, về hành vi tặng trữ pháo trái phép. Trước đó, qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an xã Tân Trung phát hiện bác quả tăng nợ đang tặng trữ 200 viên pháo banh nên mời về trụ sở công an làm việc. Qua làm việc, N khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua 200 viên pháo banh với giá 1,6 triệu đồng để đem về đốt vào đêm giao thừa và bán lại cho người khác. Trưa 1 tháng 2, N đến khu vực ngã ba Tân Lân, huyện Cần Đức, tỉnh Long An nhận pháo từ một người phụ nữ. Khi N vận chuyển đến xã Tân Trùng, thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và bắt giữ. Đến sáng 6 tháng 2 tức 27 Tết, nhiều người bán hoa tại các chợ hoa Tết ở thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt giảm giá mạnh các loại hoa kiển để thu hút người mua tại bến Bình Đông, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người bán bông giấy tại đây đã sổ hàng sớm đem về quê khi ra bản giảm giá bông giấy chỉ còn 100 đến 200 000 đồng một chậu thay vì 150 đến 500 000 đồng một chậu như mấy ngày trước. Khi khách trả giá chậu nhỏ 50 000 đồng một chậu thì người bán cũng chấp nhận để giải phóng hàng tồn. Tại công viên 23 tháng 9, công viên Lê Văn Tám, quận 1, nhiều người bán hoa Tết đã niêm ít giá để khách dễ dàng nhận biết và ghé mua. Còn tại công viên gia Định, quận Phú Nhuận, những người bán hoa Tết cũng đầu tư thuê dịch vụ in băng rôn bắt mắt, ghi rõ giá bán thấp để gây chú ý cho khách hàng. Có lô bán hoa còn căng băng rôn bán hoa đồng giá, chỉ vài chục ngàn đồng một chậu. Người bán còn khuyến khích người mua, nếu mua từ hai chậu trở đi thì mỗi chậu sẽ được giảm giá 10.000 đồng, chậu thứ ba giảm 20.000 đồng. Chưa hết, khách còn được người bán tặng chậu nhựa, chậu sành để chừng Tết. Ngoài việc giảm giá, khách mua nhiều còn được người bán thuê xe chở về tận nhà. Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinqua đang bị quân đội Israel ship vòng vây dưới hệ thống hầm ngầm ở thành phố Khan Yunis, miền nam giải Gaza. Thông tin trên được hai quan chức thuộc lực lượng phòng vệ Israel IDF tiết lộ với trang Axios hôm 5 tháng 2. nguồn tin từ quân đội Israel cho biết IDF đã tiến vào và kiểm soát hầu hết đường hầm chiến lược của Hamas dưới lòng thành phố Khan Yunis, đồng thời đã đạt được bước tiến lớn trong việc truy bắt thủ lĩnh Sinqua của Hamas đang lẫn trốn nơi đây. Nguồn tin cũng tiết lộ lực lượng IDF đã lục sục khắp các đường hầm ở Khan Yunis trong vài tuần gần đây. Họ tin rằng ngoài thủ lĩnh qua trong hệ thống hầm ngầm này còn có các nhân vật cấp cao khác của Hamas như Mohammed Diab và Manwa Issa. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 5 tháng 2 cũng tiết lộ thủ lĩnh Hamas bao gồm các qua đang chạy trốn và liên tục di chuyển dưới hầm ngầm. Lãnh đạo IDF còn khẳng định thời gian qua thủ lĩnh xuyên qua không liên lạc với các chỉ huy khác của hamas đó là lý do vì sao hamas chưa đưa ra quyết định về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin gần đây